Hello everyone, welcome back to Jurassic World The Game. In this video, I will bring new Ragnarok into the battle. I hope you like my video and enjoy it. Trong video này thì Rick sẽ mang cái con Ragnarok, cái con khủng long cổ dài mới trong Jurassic World The Game vào trận đấu để cho các bạn xem từ những cái hình ảnh, những cái animation lúc mà nó chiến đấu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng let's go thôi các bạn. Ở đây những trận đấu đầu tiên thì Rick sẽ chọn theo cái kiểu là đánh bình thường không có mod để coi coi là nó sẽ như thế nào. Coi con Ragnarok này những cái animation mới của nó có giống những cái con khủng long cổ dài hay không thì chúng ta vào luôn cái trận đầu tiên nha các bạn. Ê chà, chưa gì gặp Indominus Rex là thấy fail rồi. Oh no 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 no. Các bạn hãy nhớ rằng là cái con Indominus Rex này trong Jurassic World Online là nó còn dí cả những con cổ dài để nó cắn nữa. Long Jurassic World Evolution, sorry các bạn, Jurassic World Evolution là nó còn tấn công những con khủng long cổ dài nữa. Ở trong đây thì thôi, chắc bó tay rồi. Rex sẽ thủ một điểm đi. Quánh trận đối với những con cổ dài cực kỳ mệt các bạn. Tại vì nó lùn quá. Những cái con đối thủ lùn quá, mỗi lần mà những con cổ dài đánh là phải hạ cái cổ xuống giống như là cái con Ragnarok. Nên nó hơi mệt một chút. Tình hình thì chắc là Rick sẽ hy vọng là ok. Nó quánh hết 2 điểm rồi. Bây giờ thì Rick sẽ đổi con ha. Có con nào mà qua giết được cái con Indominus Rex. Đó, được nha. Rex sẽ chọn cái con Beta đi. Lấy Beta ra. Giết cái con Indominus. Rồi để giành luôn một điểm. Quá đã, thì lần này sẽ gặp được cái con Stegoceratops, cái con hybrid này mà gặp Beta bị khắc tinh rồi. Chết nó rồi các bạn ơi. Nó đổi qua cái con hươu câu cổ có sừng. Con quỷ này cũng là hybrid các bạn. Ok, tiếp tục. Đáng lẽ là Rick có thể giết được cái con này đó, nhưng mà Rick không thích giết. Thích để nó chơi vậy đó. Cho nó giết con Beta đi. 3 điểm là nó còn 1 điểm đúng không? Beta chạy về mát mẹ thôi. Ai tiếp theo nó còn 1 điểm. Nếu mà mình đưa con này ra thì mình còn 5 điểm, mà mình quánh 1 điểm thì mình còn 4 điểm. 3 điểm cũng thua. Ok thôi. Coi như là cho cái con Ragnarok hưởng trọn 7 điểm tấn công đi, coi cái animation mới của nó như thế nào. Ổn không? Lấy 7 điểm tấn công giết cái con Stegoceratops này luôn. Cái con Ragnarok nó sẽ là finish the battle. Đây. Đủ. Trời má ơi, khủng long cổ dài. Đáng lẽ những cái animation này nó nên làm cho những con khủng long cổ dài là đi ra thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Khủng long cổ dài mà nó phóng như là ngựa phóng rồi nó bay ra. Rồi, nó nhiều quá, 7 điểm tấn công. Goodbye mày nha. Đó. Thì cũng là những giống như những con khác thì nó dậm chân các bạn. Rồi, bây giờ tới trận số 2 thì Rick sẽ đấu một trận đấu mod. Nên là Rick sẽ chọn cái con Ragnarok này lên đứng đầu kèm theo một con Optaceratopsis với lại cái con Tyrannolophosaur đi. Con Ragnarok thì Rick sẽ cho cái mod là copy điểm tấn công và điểm máu. Cái con lưỡng cư thì Rick sẽ cho cái mod là giết được một con của đối thủ thì nó được một điểm cộng.
đại khái là vậy. Rồi tiếp theo thì rồi xong luôn, con quỷ kia nó copy rồi, copy trang luôn các bạn. Ai ai chà, ai chà, chắc nó sẽ đưa cái con Indoraptor lên, nó sẽ đưa cái con Indoraptor lên nên là nó sẽ để giành một điểm luôn. Không sợ mày nha Indoraptor, tại vì nó đưa Indoraptor lên thì con kia nó sẽ copy cái điểm của con Indoraptor hoặc là cái con Spinotasuchus hả. Nó đưa Indoraptor Gentle lên. Ok, để cho Renadet đấu với con Indoraptor Gentle luôn. Đó, đây là cơ hội của Rick, nó sẽ chuyển qua con này. Hai điểm để dành nha các bạn. Đừng nói nó sẽ chuyển qua con chim nha. Nó chuyển qua con chim thiệt các bạn ơi, ghê thiệt. Căng này nha, trận này căng này nha. Ok, tao để dành 4 điểm, thủ 1 điểm với mày luôn. Coi là đối thủ của nó sẽ xử lý cái trường hợp này như thế nào. 4 điểm tấn công, quánh hết 4 điểm thì con lưỡng cư của mình chết. Rồi. Thôi rồi, em quánh có nhiêu đó rồi, hả? Em quánh có nhiêu đó là anh được hồi máu rồi. Ok, 1, 2, 3, 4, để dành 2 điểm. Trời ơi, nó để dành 1 điểm lại cho cái con ăn thịt phía sau rồi, con Spinotasuchus rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình được hồi máu. Ủa, chết một con là cộng 1 điểm hả? Vậy ra rít đọc nhầm rồi các bạn. Rồi nó quánh hết 6 điểm luôn. Ôi dồi, ghê vậy bay. Tao copy điểm tấn công của mày luôn con quỷ kia. 1,200. Đó, được 1 điểm. À, trời ơi, tặng 1 điểm khi mà một con của mình bị giết. Trời ơi, nó rất độc không ra. 5,200, chết mày rồi con. Để coi Indoraptor coi. Ok, vậy luôn, chơi như thế này luôn các bạn. Copy điểm tấn công, điểm máu 10,000. Ý, rồi sai lầm rồi, nó có 5 điểm. Quên là nó có con quỷ kia, nó quánh nó 5 điểm là chết cái con Renadet của mình rồi. Sai lầm rồi đất ơi. Quánh 4 điểm cũng chết rồi. Á ơi, cái con quỷ này, biết vậy ráng thủ thêm điểm nữa rồi. Chết mày nè, tao cho 7 điểm luôn. Trời ơi, trận này đấy nó không thể chiến thắng được rồi các bạn. Không thể chiến thắng được rồi. Quá buồn. Rồi, bây giờ chúng ta qua trận đấu số 3 thôi. Rồi, lần này Red sẽ chọn 3 con, đó là con Apatosaurus, cái con Fukusaurus và cái con Renodot. Thì những cái con này nó khá là đặc biệt, nên là Red sẽ chọn những cái mod ví dụ như Mirror,
shuffle hay lại random. Cái những cái mod này rất là hấp dẫn nha bạn. Cái mirror nó sẽ copy của đối thủ, xong tới cái hàng shuffle là nó đổi tùm lum tá lả, xong tới hàng random. Trời ơi, nó ra một đống mod luôn, nó sẽ nhảy tán loạn cho các bạn xem. Còn bây giờ thì chúng ta vào trận đấu với những cái mod rất là đặc biệt như thế này. Chết rồi, đội hình mình hai con ăn cỏ. Đội hình của đối thủ toàn ăn thịt không. Này, giảm đam, giảm máu gì đây không biết. Ơ trời ơi, cái trận này thì lại bị lỗi tiếng. Game gì mà. Ồ, copy xong là nó mất cái support. Copy xong nó mất cái support nha các bạn ơi. Chết tôi rồi. Vậy là nó tính toán sai rồi. Vậy mình phải để cái shuffle trước. Ê, sai lầm rồi, sai lầm rạch tôi rồi. Nó không dám làm gì mình luôn à. Sao mày không quánh đi. Đối thủ có cái avatar nhìn cute quá mà. Nhìn cute quá. À, 5 điểm hả. Chết bà chưa. Thôi rồi tôi thua rồi. Trận này đánh gì nổi nữa đánh. 300 mấy à. Mày trời ơi, nó đã thua rồi. No, nó không muốn nó thua đâu. Trời ơi, nó đổi con luôn rồi, nó dứt phán chắc chết luôn quá. 1.300 mà nó dứt 8 điểm là chết luôn. Ok, nó sẽ chơi chiêu này đó cho nó đỡ điểm xuống. Ok. Quánh đi, quánh 6 điểm đi. 5 điểm à. Mèo. Không dám quánh hết điểm. Nhắc cái. Nhắc cái thì tao rỉa điểm mày từ từ. Nhắc cái thì tao rỉa điểm mày từ từ. Ồ lộn, rỉa máu mày từ từ. Rồi kỳ này là Half Fukushiros hay là Renader thì cũng chết queo luôn. À, rồi má ơi. Thôi đành đổi qua cái con Renader thôi. Chết được bao nhiêu thì chết, 7 điểm tấn công luôn. Đó. Chết không, chết không. Chết. Chết đi. Chết. No. Rít chết các bạn ơi, nó không chết. Gì mà lựa đội hình gì mà toàn những con ăn ăn thịt không mà đấu dài trời. Ơ à, nó có 7 điểm, nó quánh 3 điểm các bạn. Một sự sỉ nhục đối với những con ăn cỏ. Quá buồn. Thêm trận nữa ha. Ok, quyết định thêm trận nữa các bạn. Rồi, cái trận này thì Rick sẽ cho cái con Renadet sử dụng cái Splinter. Hai con còn lại sẽ hồi máu và giảm điểm tấn công của đối thủ. Đó, phải vậy. Chết mày rồi đối thủ ơi. Kỳ này Rick sẽ giết được tụi bay. Chết đi. May quá gặp một con lưỡng cư. Lưỡng cư thì không có bị khắc điểm. Ở đối thủ cũng có Splinter nữa kìa má ơi. Giảm điểm tấn công.
À, nó cũng giảm điểm tấn công mình luôn. Ê, hai bên như nhau các bạn. Hai bên là như nhau các bạn. Chả khác nào. Chả khác nào. Để giành điểm. Ghét quá để giành điểm luôn. Nhưng mà bên đó nó không có hồi máu. Nó không có hồi máu. Đích có hồi máu. Thủ một điểm tiếp tục để giành hai điểm. Rồi rồi đối thủ. Đối thủ có cái avatar là con chó bị hả ông chích hay sao mặt sưng dữ vậy không biết nữa. Mặt cái sưng chù dù. Coi coi tình hình này sao. Oh. Trận chiến này khóa căng thẳng. Chắc là nó sẽ dụ dỗ mình, nó đập mình cái trước. 5 điểm rồi đó, quánh đi. Quánh đi rồi cho con Red Alert của tao hồi máu. Trời ơi, 5 điểm quá một. Má ơi, chết tôi rồi. Chù. Trận này căng rồi nha. Ba điểm tấn công, ba điểm thủ đó, ok, tổng cộng là có ba điểm tấn công rồi. Trời má ơi, ba điểm tấn công gần chết mình luôn các bạn. Trời đất ơi, quánh gì quánh dữ vậy mày. Quánh mày ba điểm trước nè. Dụ cho nó quánh 4 điểm. Dụ cho nó quánh 4 điểm. Ơ à, rồi 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 rồi. Thôi rồi, chết tôi rồi các bạn ơi. Sao mấy cái trận này không có trận nào đấy nó đợt thắng vậy ta. Chỉ có trận đầu tiên là thắng nổi thôi. Fail quá. Sorry đấy nó đền nha. Cho mày hy sinh đi. Con này nó đánh cũng khôn lắm các bạn. Biết ngay thế nào luôn, quánh 6 điểm. Trù chà. Mà gặp giày nữa là thua chắc rồi. Trời ơi, điểm đâu mà quánh. Hai nghìn tám. Nó cũng sẽ đổi con lưỡng cư lên thôi các bạn ơi. Ấy trời. Ấy trời ơi, nó còn được cộng một điểm nữa kìa. Rồi đánh ngu rồi, đánh ngu rồi, trận này ngu rồi. Đối thủ tính toán dữ quá. May là cái con này là cái con Splinter. Ok, thủ 4 điểm luôn. Ở luôn đi, giành 4 điểm luôn. Chết mày rồi con. Mày quánh 5 điểm đi, mày quánh 5 điểm tao cũng không chết. Tại vì mày bị chia điểm rồi. Trời ơi, dám quánh 3 điểm thôi. Bèo nhèo như con mèo. Hồi máu nè. Đó. Để giành 4 điểm luôn. Trận này có thể thắng đó các bạn. Nếu mà với tình hình này, trừ phi là đối thủ sẽ ra cái chiêu trò gì mới mà Rick không biết được cái hướng đi của nó thôi. Đem cái con Red Nodded ra chết hoài chán. Ơ quánh một điểm à. Quánh một điểm mà quánh tới ngày mai hả mày.
Mày quánh một điểm thì mày quánh tới ngày mai à? Quánh tới ngày mai hả? Nó hết biết đường đánh rồi các bạn ơi. Đó, 5 điểm nó quánh đi, quánh luôn 5 điểm đi tao chết. Dở tệ rồi. À, anh đây giành được 7 điểm, anh đây giành được 7 điểm. Kỳ này 7 điểm. 7 điểm biết cô không chết luôn. Ơi, 7 điểm có thể chết. 3 12. Chia đôi điểm ra, chia đôi điểm ra. Ui, có ngàn à. Thôi rồi, vĩnh biệt em nha em. Nó có 1.000 à. Đó. Quánh 4 điểm luôn. Giỡn mặt với anh. Trời ơi, trận này. Trận này thắng mới ghê chứ. Ô. Trận này thắng nè. Không thể tin được là trận này thắng. Ok, đã thắng rồi thì mình nhây luôn. Mình thích giày nè. Dụ dỗ cho cái con Giganocephalus đó giết mình đi. Giết mình đi cho cái con Giganotosaurus ra. Giết lại nó. Chết không? Chết đi. Trời ơi, trời ơi là trời. Không chết các bạn. Thôi 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 thôi. Goodbye bạn nha. Một bên là Giganotosaurus, một bên là Giganocephalus. Một con ăn cỏ, một con ăn thịt. Rồi, cắn bay đầu mày nha con. Mày nè. Rồi, xong. Mấy trận nữa các bạn, thêm trận nữa cho nó hấp dẫn luôn. Cho video này dài thiệt dài luôn. Ok. Trận này thì đích lấy cái con Bumpy, con Renadet với con ơi giật. Cái con Bumpy tính ra nó còn yếu ấy chứ, yếu hơn cái con Renadet đó à. Nè à, trận này đích chơi gì đây? Shuffle. Shuffle. Xong rồi Mirror. Xong rồi. Rồi tới gì đây? Random. Đó, chạy đi. Quánh tùm lum tới lạ vậy biết đâu hấp dẫn. Để coi lần này Rick sắp xếp mấy cái mod như vậy có đúng không? Shuffle nó sẽ chạy trước ha. Shuffle chạy trước là đảo tùm lum la rồi. Đảo qua đảo lại. Ôi, vậy trận này ngon rồi. Bên đối thủ là hai con chim rồi. May rồi. Ủa. Trời ơi, nó không đảo qua. Đổi lại. Đó rồi, vậy là trận này thắng chắc rồi. Trận này là hả, mình khắc tinh đối thủ rồi. Đối thủ sẽ bó tay trong trận này thôi các bạn. Sợ gì mày, để dành luôn nè. Chút nữa Rick sẽ lấy cái con Renadet ra Rick giết hết luôn hai con chim còn lại của đối thủ. Thấy ghê không? Không quánh hả? Mày không quánh tao thì tao quánh mày. Đó. Trời ơi, ăn một đấm của Bumpy. Rồi còn có xíu máu rồi bạn ơi. Chết bạn rồi. 5 điểm tấn công đó, giết mình luôn đi.
Âu chầu chà, âu chầu chà, chết thiệt các bạn ơi. Đừng điểm thủ nè, đó ngon. Mày nè. Rồi xong rồi, hai con chim này chết rồi. Chút nữa mình lấy con ơi dập ra để cho nó khắc tinh lại một chút. Cho nó sợ sợ. Lộn, cho nó may mắn một chút. Đó. Thích vậy đó các bạn. Thích kiểu chơi lì lì liều liều ghét. Trời má ơi, thủ 4 điểm. Trời, thủ 4 điểm luôn. Thôi nó đang có một điểm thủ rồi. Giờ 5 điểm của nó làm gì đây quánh. Nó không quánh đích luôn các bạn ơi, nó không quánh đích luôn. Lại được một điểm thủ nữa. Cứ để dành điểm thủ đó thôi. Ê ê ê, giỡn mặt mày. Đánh kỳ vậy? Đánh vậy ai chơi lại? Rồi ok, 6 điểm tấn công. Rồi đi với cái con dập của mình rồi. Là nó có một điểm thủ. 1, 2 3 4 à, phải 3 điểm mới giết được nó. 2 điểm mới có 2640 mấy à, 45 hay 40 nãy rất ngó sơ qua. Chà chà. Ơ quánh 3 điểm luôn à. Liều liều hả bạn. 2 điểm thủ bên đó nó cũng sẽ được 2 điểm thủ chứ hả. Ủa không, vậy quánh hết 8 điểm. Trời ơi má ơi, trận này đấy nó đã thắng các bạn ơi, mừng quá. Nãy giờ thắng là toàn thắng ở trong cái lòng đánh của Xenosuit không à. Rồi thôi, video chắc cũng khá là dài rồi các bạn ơi. Thì Rick xin kết thúc video của Rick tại đây. Nếu các bạn nào thích video của Rick thì nhớ cho Rick một like và share video nha. Và đừng quên là nhấn cái nút subscribe và nút chuông kế bên để khi Rick upload lên những video mới nó sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Thank you for watching my video. Please support for my channel by clicking like, share and subscribe button. Bye bye. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.